Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhi đập thị trường phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần trên kênh Tài chính và Kinh doanh. Chương trình của chúng tôi sẽ tổng hợp những thông tin nổi bật về thị trường tài chính, chứng khoán và kinh doanh. Và thưa quý vị khán giả, trải qua tháng 10 không muốn nhìn lại của VN Index thì hai phiên đầu tiên của tháng 11 với sắc xanh ngập tràn bảng điện đang mang lại niềm tin cùng với không khí sôi nổi cho các chứng sĩ. Và chi tiết thì mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Vâng, và trải qua chuỗi ngày ảm đạm trong tháng 10 thì hai phiên đầu tiên của tháng 11 thì sắc xanh đang quay trở lại thị trường đúng không anh Long? Dạ à, vâng, đúng rồi chị. Vâng vậy thì anh có đánh giá như thế nào về diễn biến của các nhóm ngành trong tuần vừa qua? À, về uh, diễn biến của các nhóm ngành thì để tôi nói về diễn biến của trong phiên thứ sáu trước, chúng ta để thấy ở đây là phần uh, đường uh, phần cột màu cam chính là khối lượng khớp, chúng ta để thấy là khối lượng khớp của một số ngành uh, như là ngành bất động sản này, ngành dịch vụ tài chính chúng ta để hiểu là ngành uh, chứng khoán tiếp theo là ngân hàng và tài nguyên cơ bản là những nhóm ngành mà được quý nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất ở trong phiên thứ sáu và đây là những nhóm ngành mà chúng ta để thấy là có khối lượng uh, giao dịch rất là lớn ở trong phiên uh, ngày hôm nay tiếp theo là trong một tuần nay chúng ta để thấy là những ngành mà được quan tâm nhiều nhất vẫn duy trì là những ngành bất động sản và những ngành chứng khoán thì chúng ta để thấy là những ngành này đã có sự phục hồi rất là tích cực ở trong hai phiên cuối tuần Vâng, thưa anh Long thì anh có đánh giá như thế nào về thị trường chứng khoán trong nước tuần qua ạ? Dạ vâng. Thì uh, như chúng ta đã biết thì uh, vào trong phiên uh, chắc là để tôi nói về phiên thứ sáu ngày hôm nay trước. Thì uh, vào phiên ngày thứ năm thì chúng ta đã biết là thị trường nó có một pha tăng điểm khoảng 35 điểm và xua tan hết nỗi buồn để cho các chứng si đúng không ạ? Thì uh, mở cửa phiên ngày thứ sáu thì uh, theo tôi nhớ là khoảng thời gian uh, khoảng ATC à ATO thì uh, thị trường đã có lúc tăng đến 10 điểm. Nhưng sau đó thì uh, thị trường liên tục là đi xuống khi mà nếu các bạn đã nhìn vào phần thanh khoản của thị trường ở trên app Fintrade này chúng ta thấy là phiên buổi sáng là hầu như là chúng ta đều sẽ duy trì đấy là một xu hướng là xu hướng bán chủ động từ các nhà đầu tư khiến cho là chỉ số vn của chúng ta đi xuống ở trong phiên ngày buổi sáng về phần diễn biến của phiên buổi chiều chúng ta có thể thấy là nhà đầu tư đã chủ động mua hơn khi mà chúng ta để thấy là cái phần màu xanh ở đây chính là phần khối lượng mua chủ động thì đang áp đảo phần bán chủ động giúp cho index thì đã có một pha phục hồi uh, từ phiên chiều và cuối cùng là đóng phiên ở mức 1076 điểm tương đương với mức tăng khoảng 0,12% trong ngày hôm nay và còn về cả một tuần nay chúng ta để thấy là bắt đầu từ đầu tuần là thị trường đã liên tục có xu hướng đi xuống uh, có thể đáy của thị trường ở đâu đó khoảng vùng 1021 ở trong uh, phiên vào ngày 1 tháng 11 và hiện tại thì kết tuần thì index đang dừng ở mức 1076 thì đây là một xu hướng tăng ở trong những ngày cuối tuần vừa rồi. Vâng và trong tuần qua thì chúng ta có thể thấy là có 12 trên 19 nhóm ngành tăng điểm đúng không anh Long? À, vâng, chị có thể thấy ở trên biểu đồ của Fintrade ở đây cung cấp chúng ta để thấy là đến 12 ngành thì có một sắc màu xanh là cây ở đây là có sự thay đổi so với lại phiên hôm trước. Thì còn ở đây chúng ta thấy là khoảng 7 ngành thì đang ghi nhận là sự sụt giảm so với phiên ngày hôm thứ năm vâng vậy thì ngoài ra thì anh còn đánh giá như thế nào về diễn biến của khối ngoại trong tuần ạ? Dạ vâng về phần uh, giao dịch của khối ngoại chúng ta để thấy là ở trong phiên thứ sáu thì uh, cả ngày thì khối ngoại liên tục duy trì bán dòng nhưng mà đến uh, kết phiên và đặc biệt là phiên ATC chúng ta có thể thấy là nhà giao dịch nước ngoài thì đang có xu hướng mua vào thì chúng ta biết là trong phiên ngày hôm nay thì có một số thông tin về các quỹ ETF ngoại như là phú bông và họ đã có cơ cấu lại danh mục chúng ta để thấy là nhà đầu tư nước ngoài đang chuyển sang trạng thái mua dòng vào cuối phiên và tổng kết cả tuần qua thì nhà đầu tư nước ngoài họ mua dòng đến 2.500 tỷ và đặc biệt là vào một số mã như là HPG và DGC và bên cạnh đó thì nhà đầu tư nước ngoài bán dòng tập trung chủ yếu vào hai mã lớn là Vinhome và Thế giới di động mới là lưu Vâng, trở lại với thị trường chứng khoán quốc tế và trong tuần qua, chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ năm khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. Vậy góc nhìn của anh Long về điều này như thế nào và liệu điều này có ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán trong nước hay không? Đã vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Thu Huyên. Thì như chúng ta đã biết thì sau cuộc họp của Fed thì lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ đã đồng loạt giảm. Thì chúng ta có thể biết là ở trong công thức định giá của cổ phiếu thì lợi suất trái phiếu chính phủ hay còn gọi là lãi suất phi rủi ro là một cấu phần rất quan trọng và khi cổ phần này nằm ở dưới mẫu của một phân số và khi phần mẫu tăng lên thì chúng ta sẽ có là giá cổ phiếu sẽ giảm và khi phần mẫu thì giảm đi thì đồng nghĩa với việc giá sẽ tăng thì chúng ta đã thấy ngay là thị trường chứng khoán Mỹ thì đã phản ánh ngay khi một số chỉ số ở đây thì tôi thấy là ở trong tuần vừa rồi, rồi thì đều duy trì được một mức tăng từ khoảng trên 4% và còn về đánh giá là về ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán trong nước thì như chúng ta đã biết thì thị trường quốc tế thì có thể nói là có tính liên thông với thị trường chứng khoán của Việt Nam. Đặc biệt à, trước hết là về dòng vốn, thứ hai là về tâm lý của nhà đầu tư. Khi là Mỹ là một trong những thị trường tài chính lớn nhất thế giới thì nếu mà thị trường Mỹ mà có những cái biến động đi xuống thì phần nào sẽ ảnh hưởng đến uh, tiêu cực đến tâm lý của nhà đầu tư trong nước. Và theo tôi đánh giá thì khi mà thị trường Mỹ đã có những tin tức tích cực như thế này thì có thể là ở thị trường chứng khoán trong nước sẽ được hưởng lợi đôi phần. Dạ vâng. Vâng, và bên cạnh đó thì báo cáo tài chính quý 3 của các doanh nghiệp ở Mỹ đều có lợi nhuận vượt dự báo thì theo anh, đây có phải là thông tin chi phối yếu tố thị trường trong phiên này hay không ạ? Ờ, dưới góc nhìn cá nhân của tôi thì tôi đánh giá là điều tích cực nhất ở trong phiên mà rồi là tin tức từ Fed và tin tức mà lợi nhuận kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp ở Mỹ đều tích cực thì phần nào đấy sẽ cộng hưởng cùng với lại tin tức về lãi suất của Fed khi họ sẽ giữ nguyên mức lãi suất thì phần nào đấy sẽ tạo cho nhà đầu tư một tâm lý là bớt rủi ro hơn về việc là trái phiếu chính phủ thì tiếp tục tăng. Vâng, cảm ơn những phần chia sẻ của anh Long. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ trở lại với phần tin tức nổi bật. Sáng ngày mùng 1 tháng 11, M&P Global công bố báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 10 năm 2023. Trong đó, có 3 điểm nhấn nổi bật là sản lượng giảm tháng thứ hai liên tiếp, việc làm ổn định, chi phí đầu vào tăng thành mức cao của 8 tháng, Báo cáo nêu rõ, các điều kiện kinh doanh tổng thể trong ngành sản xuất của Việt Nam đã suy giảm nhẹ trong tháng 10 khi các công ty tiếp tục giảm sản lượng mặc dù số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhẹ. Điểm tích cực hơn là việc làm đã ổn định sau thời kỳ giảm việc làm và các công ty tiếp tục gia tăng hoạt động mua hàng với tập lý lạc quan về triển vọng trong năm tới. Trọng tâm của lần giảm các điều kiện kinh doanh lần này là sản lượng tiếp tục giảm và đây là lần giảm thứ hai trong hai tháng. Lần giảm này chỉ là giảm nhẹ khi một số công ty đã tăng sản lượng phù hợp với bức tăng của số lượng đơn đặt hàng mới. Tuy nhiên, các công ty đã có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng và không cần tăng sản lượng. Vâng và trở lại với phần tin tức trong nước thì chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI ngành sản xuất Việt Nam vẫn nằm dưới ngưỡng 50 điểm trong tháng 10 và đơn đặt hàng mới suy yếu. Thì không biết anh Long có đánh giá như thế nào về thông tin này ạ? À, vâng. Về ở trong hệ thống phân tích của EB thì chúng tôi xếp PMI là một loại chỉ số chỉ báo dẫn dắt Điều này có thể cho chúng ta biết trước về xu hướng của những ngành sản xuất công nghiệp ở trong vài tháng vài tháng tới. Thì việc mà PMI tháng 10 tiếp tục ở dưới ngưỡng trung bình, cụ thể là ở mức 49.6 thì cho thấy là những ngành sản xuất của Việt Nam ở trong những tháng tới thì sẽ còn gặp thêm những khó khăn hơn nữa. Đặc biệt là trong bối cảnh là nền kinh tế thế giới vẫn tồn tại những điểm bất định. Dạ vâng, vẫn nhắc về chỉ số dẫn dắt thì ở đây cũng có một câu hỏi của quý vị khán giả đặt cho chương trình là cho em hỏi các chỉ số như thế nào là chỉ số dẫn dắt, như thế nào là chậm và như thế nào là đồng thời. Thế anh Long có thể chia sẻ thêm cho tôi cũng như quý vị khán giả biết thêm được không ạ? Dạ vâng, thì để nói về bộ ba chỉ số này thì chúng ta có thể lấy tôi có thể lấy một ví dụ là ở ngay ở trong bộ ba sản xuất thì ví dụ là PMI là chỉ báo dẫn dắt, còn chỉ báo đồng thời của nó là chỉ báo IIP cho thấy là sức khỏe của nền kinh tế hiện tại. Và tiếp theo là chỉ số còn à, cuối cùng gọi là chỉ số xác nhận đi, và chỉ số chế đó chính là GDP là cho thấy là số liệu của à, một khoảng thời gian trước đó thì à, có thể gọi đấy là chỉ số chế. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Long. Đúng với dự đoán của thị trường, Fed nhất trí giữ lãi suất chuẩn trong phạm vi 5,25-5,5% từ tháng 7 đến nay. Trước đó, họ đã nâng lãi suất 11 lần liên tiếp lên mức đỉnh 22 năm. Ngoài ra, Ủy ban thị trường mở liên bang FOMC cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ. Thông báo đưa ra sau cuộc họp chỉ ra rằng hoạt động kinh tế đã tăng trưởng mạnh trong quý 3, trong khi tháng trước cơ quan này cho biết kinh tế Mỹ mở rộng với tốc độ vững chắc. Tuyên bố của Fed còn ngụ ý rằng Fed dự báo kinh tế sẽ tiếp tục trụ vững bất chấp các đợt nâng lãi suất. Nếu vậy, họ có thể phải giữ lập trường thắt chặt trong khoảng thời gian dài. Và trong tuần qua, thông tin cục dự trữ liên bang Mỹ tiếp tục giữ nguyên lãi suất là thông tin thu hút tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư. Vậy Long có đánh giá như thế nào về thông tin này ạ? Dạ vâng về thông tin mà Fed họ quyết định giữ nguyên mức lãi suất lần thứ hai liên tiếp thì chúng ta có thể biết là trong cuộc họp FOMC vào ngày mùng 2 tháng 11 vừa rồi thì chúng Fed đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất ở mức từ 5.25 đến 5.5. Điều này cho thấy là Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất ở trong những cuộc họp sắp tới. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải chú ý đến một số thông tin khi mà ông Powell có những phát biểu cho rằng là những cái uh, trong những cuộc họp tiếp theo thì Fed vẫn chưa nghĩ đến việc là sẽ giảm lãi suất. Tuy nhiên là về việc tăng thì họ vẫn tiếp tục bỏ ngỏ và phải dựa vào những số liệu kinh tế mới nhất thì uh, việc mà Fed không tăng lãi suất cũng đã giúp cho là những uh, tình hình tài chính trên toàn cầu đỡ bớt áp lực hơn khi mà lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ chúng ta đã ghi nhận sự uh, sụt giảm sau phiên họp ngày hôm đó và thị trường chứng khoán toàn cầu đã có sắc xanh trở lại và đã hứng khởi hơn trong thời gian trước đó. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Long và tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với những thông tin đáng chú ý trong tuần tới. về phần xu hướng trong tuần tới, thứ năm ngày 9 tháng 11 năm 2023, tỷ lệ lạm phát tháng 10 của Trung Quốc. Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023, công bố GDP quý 3 của Anh. Vâng và những thông tin nổi bật vừa rồi đã khép lại chương trình nhịp đập thị trường của chúng tôi trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư MAI là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới trong chương trình mai học viên sẽ thực hành các phương pháp phân tích kinh tế vĩ mô với các công cụ thống kê và phân tích dữ liệu toàn diện từ thực tế của nền kinh tế việt nam và thế giới học viên sẽ được đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn và nền tảng kiến thức theo chuẩn các quỹ đầu tư quốc tế Giao dịch dễ dàng, đầu tư nhanh chóng. Từ ngày 8 tháng 3 năm 2023, Topi chính thức ra mắt tính năng giao dịch trên website, giúp khách hàng có thể dễ dàng tham gia đầu tư và trải nghiệm các tiện ích vượt trội. Truy cập website www.topi.vn để trải nghiệm ngay bạn nhé!